một đầu gấu, hai đầu gấu và một đầu gấu ở chỗ bên kia, ba đầu gấu, không đứa nào chịu đứa nào cả. Chỉ cần có gọi là động chạm một cái là có thể là chúng nó bụp nhau ngay. Đây cho mọi người xem, toàn là chó nhưng cầm tinh con gấu. À, đấy, quay đến nó là nó núp ngay. Đấy, nhìn cái mặt đấy, nó ngồi cái vết xước đánh nhau này này, đây này, để nhìn cho nó rõ này. À, đấy, hôm nay lành rồi mới quay. Đánh nhau với lại con xám kia. Đấy, chuồn đấy, nhắc cái nó chuồn đấy. Vì là cái ô chuồng nó rất là rộng, cho nên là bình thường là để có thể để chống ô chuồng, nhưng mà cho ba con nó ở chung với nhau. Đây mọi người xem cái ô chuồng này, hai cái chuồng rất là rộng ở trong một ô và có sân để chơi tung tăng và đi vệ sinh. Nếu mà trời không mưa thì được ra ngoài, còn nếu mà hoặc là chủ bận thì mới phải ở trong chuồng thôi, còn nếu mà không là sẽ được ra ngoài. Thế mà cứ hở ra cái này chúng nó bụp nhau ở trong cái giai đoạn khi mà chỉ cần có một con lên giống thôi, còn bình thường thì chúng nó không đánh nhau đâu. Nhưng khi có một con lên giống thôi là hở ra cái là chúng nó bụp nhau vào đấy. Vì sao chúng nó lại đánh nhau? Vì là không con nào nó sợ con nào cả. Cáo đi ra đây, cáo. Đây để quay cáo. Ui giời, đáo lại quay cáo lại chuồn về đằng này. Ok, đứng yên ở đấy. Ra đây anh xoa nào. Vừa xoa cáo vừa nói chuyện nào. Thích đây. Đó. Là bởi vì là chúng nó là không đứa nào nó e ngại đứa nào cả. Thế cho nên là khi mà nó có một cái gì đấy ở trong cái quá trình mà chúng nó lên giống thì chúng nó sẽ cạnh tranh về lãnh thổ. Mà khi chúng nó cạnh tranh lãnh thổ ấy thì chỉ cần có va chạm nhẹ thôi là chúng nó có thể bụp nhau. Ừ, ok, nằm xuống thế cũng được. Nằm hay đứng, ngồi đi. Thế mà bụp nhau thì cáo thì là con đực, nhưng mà cáo đứng ngoài, cáo không chấp với bọn cái. Mấy con cái nó bụp nhau thôi, nó nên giống là mấy con cái nó bụp nhau. Cáo thậm chí là còn nhường, còn thành ra còn bị bắt nạt đi nhỉ. Mấy con cái nó đến đợt nên giống nó dở hơi là có khi là nó tranh chỗ nằm của cáo, là cáo cũng phải nhường. Đó, cái giống cho ta nếu mà cái tính cách của chúng nó đúng ấy thì chúng nó cũng tự tin như vậy, chúng nó cũng rất là tự tin. Chính là vì chúng nó tự tin cho nên là bình thường là chúng nó đều là những cái đứa nó lầm lì cả, nó cũng không có theo kiểu cà khịa đâu. Nếu mà con nào cà khịa tính nó hung hăng thì không nói, nhưng mà bình thường nó không có gì cả, nhưng mà khi mà có va chạm là nó sẵn sàng là nó chiến lại ngay, chứ nó không có ngại, không e ngại. Mọi người có mấy người hỏi hai con cái này mà chưa có ai đoán được là hai con cái này, con ở trong chuồng đấy và con xám bên kia hôm trước mình quay video rồi đấy. Cáo ra đây. Còn lại có mấy bạn là hỏi con đực này, hỏi con cáo này, nhưng mà con cáo con đực thì mình phải giữ lại, vì mình vẫn nuôi ba con cái, giữ lại ba con cái để nuôi với này con đực, cho nên là vẫn phải giữ lại con đực, không có nhượng được, không nhượng được con cáo này, nhượng mấy con cái thôi. Còn thực ra cáo thì rất là đẹp, nhưng mà cáo là có một cái điểm yếu là cáo là hơi nhỏ con, màu thì rất là rực, mọi thứ là có thể nói là tuyệt vời luôn, nhưng hơi nhỏ con so với một con đực. Còn tất nhiên nó vẫn đạt cái tiêu chuẩn thôi, nhưng mà con đực thì thường thường mọi người muốn con đực nó ở trong cỡ khoảng tầm 22, 21 đến 23 cân, cỡ tầm đấy, nhưng cáo thì chỉ được cỡ độ khoảng tầm 19 cân thôi. Đó, mọi người nhìn con chó mọi người có thể áng chừng được, so với người nó nhỏ hơn so với con chó đực bình thường, nhưng mà nó cũng nếu mà so với chó cái là nó cũng với mấy con cái to là nó cũng vẫn đứng, nó vẫn cao bằng đấy. Mà những con cái to là có thể là cân nặng của chúng nó là 22, 23 cân, nhưng thực ra cái cân nặng nó không quan trọng lắm đâu, nó nằm ở trong cái chuẩn của nó là được. Còn con cáo này ấy, thì khi mà mình mua nó ở trên bản ấy là nó gầy như một bộ xương di động luôn, tức là vì chủ nó khó khăn, chủ nó là một cụ già, khó khăn, người còn không đủ ăn ấy, thì thành ra là con chó nó cũng bị đói. Thế khi nó mua nó về là lúc đấy nó đã rơi vào khoảng tầm 7 tháng rồi, tức là con chó nó đang ở trong tuổi lớn rồi, mà cân nó được có, lúc đấy cân là nó được có bao nhiêu, được có 9 cân 8 cân, mà con chó nó phải rơi vào khoảng tầm 6-7 tháng, tức là nó bé, nó mới còi. Thế sau đấy thì nó cũng nuôi nó cứ độ khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng thì nó mới hồi lại người về bình thường, và sau đấy nó mới lớn. Nhưng tất nhiên là nó cũng bị mất cái quá trình ở trong cái tuổi lớn của nó rồi, nó mất bớt đi mấy tháng rồi thì nó nhỏ con hơn. Nhưng cũng may là nó cũng vẫn chưa có nhỏ con quá. Nào, cáo ra đây, cáo ra đấy, tử ra khỏi máy quay rồi. Con kia có ra đây không? Ra đây, lành hành lắm. Con này nó cũng vàng cháy, con cái này cũng rất là đẹp. Hôm trước thì có một bạn thì có ý kiến góp ý với mình, tức là cái sở thích của từng người thôi, là bạn ấy bảo là con cái này mặt nó không được nở. Mặt nó không được nở thì thực ra mà nói ấy, là với cái con cọc ấy, mà con cái mặt nó như thế này là mình đánh giá là nó là rất là đẹp này. Tức là mặt nó có cái nét, chứ nó không có bị gồ ghề quá. Nó gồ ghề quá thì nó này mang tính chất là nó đực tính. Nào, cáo ra đây, vòng đây, đứng đây cho nó vào video. Ok. Con cái này nó rất là đẹp đây, chứ không phải không đâu. Màu mảng thì vàng cháy. Đây thực ra cáo đây là quay ở trong chuồng, là vì mình quay nó hơi ngược sáng, nhìn màu nó cũng không rực lắm. Và thêm vào nữa là cái video của mình ấy là mình không có tức là cái video, cái chế độ quay là mình để cái chế độ hoàn toàn là tự nhiên, cái gọi là cam thường, không có gì tông màu cả, cho nên là nhìn ở ngoài nó màu nó rực lắm. Cả con cáo này và con cái kia đều như vậy. Con cái lửng kia cũng vậy. Cái lửng ấy thì nó mình bắt ở trên bản, khi mình bắt thì nó cũng được khoảng 1 tuổi rồi. Thế nhưng mà con đấy thì nó có một cái là khi mà nuôi chung ấy, là khi nó bầu bình thường thì nó rất vui vẻ, nhưng khi nó bầu là cái lãnh thổ của nó rất là cao, cho nên là mấy lần bầu nó đều bụp nhau. Và nó đều xảy, như cái lần gần đây nhất là gần đẻ rồi mà nó còn bụp nhau mà còn xảy, vì là mình nuôi chung. Chính vì thế cho nên là, vì lúc trước mình nhiều chó lắm, cho nên là mình mới phải bán bớt đi để giữ lại mấy con thôi, giữ lại mấy con mông cọc này và mấy con Bắc Hà, để làm sao để cho một ô chuồng chỉ có 2 con hoặc 1 con thôi. Nếu mà 2 con thì nó sẽ phải có 2 cái chuồng, để lúc cần đấy thì 1 con trong 1 con ngoài, theo cái kiểu như vậy. Chứ còn không, tối ưu của nó là 1 ô chuồng chỉ 1 con thôi. Đây, như con này nhá, như con này là cáo đẹp dài không? Ngắm cáo tí, ok. Rồi cho ngắm con lửng tí nào, cho mọi người ngắm con lửng tí. Như con lửng này ấy, là nó cũng rất là ngoan và rất là điềm đạm, nhưng mà con này nó sợ tiêm. Nó sợ tiêm là lúc trước mình tiêm nó là bây giờ là tức là lúc trước ấy là các thứ là xoa vuốt là rất là thoải mái, nhưng mà bây giờ sờ vào nó ấy, là có vẻ là nó theo cái kiểu là nó hơi bị gọi là giật mình vì tiêm nó mà. Tức là nó ở trên bản nó không được tiêm bao giờ, thế mà khi mình về đây mình tiêm nó thì nó đau. Tiêm cái kim, nhưng mà thực ra với cái con chó mà nó quen, nó cũng tùy tính từng con, nó cũng như người ấy. Có người là thực ra tiêm nó cũng chả đau mấy đâu, nhưng có người là nghe đến tiêm là sợ. Nó đau thì nó cũng như là kiến đốt thôi, nhưng mà nghe cũng sợ. Cáo ra đây, cáo ơi, cáo ơi, ra đây, để gọi xong nó ra. Ra đây với anh nào. Cáo đâu rồi? Ừ, cáo đẹp dai. Cáo đẹp dai đâu nhỉ? Cáo ơi. Cáo có ra đây không? Ra đây. Đấy, đi ra đấy. Ok, phải bảo điệp. Đấy là vừa giờ cho mọi người ngắm con ấy một tí, ngắm qua con sám ở bên kia, nó để nó ở ô chuồng bên kia. Cáo ra đây, ra đây anh xoa cho Cáo tí nào. Nào ơi Cáo ơi, này ra đây, ra đây, vòng đây, vòng đây nào. Trời ơi, con kia nó có mùi lên giống hả? Không cùng một giống đâu. Nào này, anh Bảo ra đây, anh Bảo thôi đừng xé, ra đây, ra đây, ra đây. Bảo Cáo già, Cáo không già cứ đứng đi lằng già lằng xằng. Quay này nó lại còn ngược sáng hẳn nên chả nhìn thấy gì cả. Đúng rồi đấy. Đây, quay như này nó còn nhìn hết được tí. Ok, để cho mọi người ngắm Cáo. Đó thì mọi người ai mà thích nuôi, ai mà thích nuôi những cái con chó, những cái con chó ta giống Mông Cộc là một cái giống rất là khôn và nó thuần người, thì mọi người có thể chọn trong hai con cái này hoặc là đón cả hai con cũng được. Đó thì một con là bây giờ nó khoảng 2 tuổi, còn một con bây giờ nó khoảng tầm 3 tuổi, cỡ tầm đấy. Với con chó ta thì nó còn thời gian nó còn dài lắm, vì con chó ta mà nếu mà như bọn này nó phải thọ, nó phải khoảng tầm 15 16 năm, nên là coi như là mới cái giai đoạn đầu của cuộc đời đó thôi. Đó thì mọi người có thể là liên hệ qua số điện thoại 09 01 008 234. Nhiều người bảo là con chó nhìn ở trên video này nhìn nó không được đẹp như bên ngoài là đúng nha mọi người nhé. Tức là cái video, cái góc quay ấy là mình quay tự nhiên, nó không như là giả sử như là khi lấy ảnh ra chẳng hạn, thì sẽ chọn những cái góc quay để mà con chó nó đứng đúng dáng thì nhìn có thể là cái tai của nó nhìn nó nhỏ hơn. Thực ra con Cáo này là cái tai của nó rất là nhỏ đấy, nhưng mà ở trên video thì nhìn nó như là cái tai nó to to, mà con Cáo này tai nó xiên rất là đẹp nhé, chứ không phải không đâu. Nhưng mà một là khi nó chơi với chủ thì nó có một cái độ tai, nó có một cái độ ke tai ra đằng sau, chứ nó không như bình thường, nó không như là lúc tập trung. Hai nữa là cái góc quay của cái video nó làm cho nhìn nó, vì nhìn không đúng góc mà, nên nhìn nó đây này, nó xiên tai thì nó xiên 45 độ đấy, nhưng mà nhìn như góc quay vừa rồi thì nhìn như kiểu là cái tai nó dựng đứng theo kiểu vậy. Ok đây, để vậy nhìn nó như bình thường. Hơi bị đẹp dài luôn đấy. Đứng yên đấy, đứng yên đấy thì anh mới quay được. Lồng vàng cháy luôn. Để quay góc rộng. Ý. Cáo đẹp dài. Đó, mọi người ai mà thích nuôi cọc và nuôi những cái con trưởng thành rồi thì đây, đây nhá, đây là quay gần mặt em lửng vàng cháy này, để cho mọi người xem. Và đại ca ngầm đây, đại ca ngầm này em xám này, xám mà đầu gấu lắm ấy. Nó đầu gấu là với người, với chủ thì nó rất là ngoan, nhưng mà với con chó khác là nó hay thích làm theo kiểu là làm con đầu đàn đấy, cho nên là nó có cơ hội là nó cà khịa. Như con này thì nó có cơ hội nó cà khịa, thế là nó bụp nhau đấy, nó bụp nhau là con kia thua đấy, nên là để lại vết thương. Ý. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cáo ơi. Hey. Đó, nuôi con chó ta rất là đơn giản, nhưng mà lông của nó mướt, lông của nó mướt như thế này này, nó có cái độ bóng ở trong từng sợi, thì mọi người cứ cho nó ăn ít chibi vào, không bao nhiêu tiền đâu, một ngày chỉ khoảng tầm chi phí chibi một ngày chỉ khoảng tầm 3-4 nghìn thôi, là con chó ta là nó thoải mái rồi, mướt luôn. Chứ đợt này là chúng nó đều đang thay lông, và cái mùa này là lông của chúng nó rất là xấu. nó không như là mùa hè. Mùa đông là lông của chúng nó rất là xấu, nhưng mà mọi người nhìn vẫn thấy cái lông nó có một cái độ bóng. Ok. Ok, cáo xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.